Có thể thấy mô hình nuôi hươu lấy nhung tuy không còn mới lạ, song vẫn luôn mang lại hiệu quả kinh tế cũng như là thu hút sự đầu tư của nhiều hộ dân, hợp tác xã. Nắm bắt nhu cầu thị trường về sản phẩm nhung hươu ngày càng cao, đồng thời nhận thấy tiềm năng hiệu quả kinh tế đem lại từ mô hình này. Hợp tác xã chăn nuôi và thực phẩm sạch Tín Nhiệm, thành phố Bắc Giang đã mạnh dạn thí điểm mô hình nuôi hươu lấy nhung tại trang trại chăn nuôi ở thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn. Bước đầu có nhiều tín hiệu khả quan. Đây là trang trại chăn nuôi hươu lấy nhung của hợp tác xã chăn nuôi và thực phẩm sạch Tín Nhiệm. Mô hình này được hợp tác xã đưa vào nuôi thí điểm từ năm 2022 với 20 con hươu, trong đó 10 con hươu được lấy nhung và 10 con hươu cái để sinh sản. Đến nay, sau một năm chăn nuôi, toàn bộ số hươu đực của hợp tác xã đã cho thu hoạch nhung. Đầu tháng 4 năm 2023 vừa qua, hợp tác xã cũng đã cho ra mắt sản phẩm nhung hươu của cơ sở. Sau khoảng một năm chăn nuôi thì tôi đánh giá về hình thức mô hình kinh doanh này so với nuôi bò truyền thống thì nếu một bà con nuôi một con bò thì có thể nuôi được 3 con hươu. Do vậy là tôi đánh giá là mô hình chăn nuôi hươu này hiệu quả hơn so với những mô hình chăn nuôi gia súc truyền thống. Định hướng tương lai của mô hình trang trại là tôi sẽ mở rộng thêm và phát triển thêm nhiều vệ tinh, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm của mình để tìm đầu ra cho những bà con lấy giống của trang trại mình. Được biết, hươu là loại vật có sức đề kháng mạnh, ít bệnh, dễ thích nghi với mọi điều kiện khí hậu. Hươu nuôi từ 1 đến 2 năm là cho nhung và thời gian lấy nhung có thể kéo dài đến 20 năm. Hươu đạt độ tuổi càng trưởng thành thì càng cho nhung to và chất lượng tốt. Bình quân 1 năm, hươu được lấy nhung một lần với trọng lượng nhung từ 0,5 đến 1 kg trên một con. Hiện nhung hươu tươi bán với giá từ 15 đến 20 triệu đồng 1 kg. Ngoài ra, từ nhung hươu còn có thể chế biến ra nhiều sản phẩm bồi bổ sức khỏe có giá trị cao như nhung hươu ngâm mật ong, cao nhung hươu, bột nhung hươu. Do đó, mỗi con hươu trưởng thành có thể giúp người nuôi thu lãi từ 15 đến 20 triệu đồng từ việc bán nhung hươu tươi. Đây được coi là mô hình đầy tiềm năng để phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng là đây là mô hình có tiềm năng và phù hợp với cái khả năng điều kiện sản xuất của không riêng hợp tác xã và còn có những cái hộ dân ở trên địa bàn của nơi hợp tác xã có cái hoạt động sản xuất đấy. Và tôi thấy rằng là nếu như mà hợp tác xã mà có những cái quyết tâm cao và có cái ý tưởng kinh doanh phát triển các cái sản phẩm từ nhung hươu tốt thì đây là cái hướng đi hết sức là đúng và trúng. Với hiệu quả và triển vọng ban đầu đem lại, thời gian tới, hợp tác xã chăn nuôi và thực phẩm sạch Tín Nhiệm dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi. Dự kiến sau này sẽ dần chuyển đổi toàn bộ mô hình nuôi gà và lợn sang nuôi hươu. Hợp tác xã phấn đấu đến năm 2028, tổng đàn hươu sẽ phát triển số lượng lên đến khoảng 500 con. Thực tế cho thấy, nuôi hươu lấy nhung đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các mô hình kinh tế khác, song cũng phải có nguồn đầu tư khá lớn. Do đó, trước khi tiến hành mô hình chăn nuôi này, bên cạnh việc tìm hiểu kỹ về kỹ thuật chăm sóc, các hộ chăn nuôi cũng nên quan tâm tới việc tìm đầu ra cho sản phẩm nhung hươu. Có như vậy thì tỷ lệ thành công trong áp dụng mô hình này mới thực sự cao.